Tính. Tính là lòng dạ tính thành, cội nguồn của những thiện lành sinh ra. Tính do hướng đến Phật Đà, tính sau Đức Phật thật là toàn tri. Tính do nghe pháp xét suy, con đường chánh đạo sẽ đi niết bàn. Tính tăng xà ở thế gian, tu tâm hướng đến niết bàn tương lai. Tin rằng nhân quả không sai, nghiệp lành cho quả, tương lai an lành. Ngu si nghiệp dữ thực hành, mai này cho quả tái sanh đọ đầy. Nhìn sâu vào cõi đời này, tương lai quá khứ đã bày cả ra. Nhân duyên nghiệp báo đâu xa, thiên đường địa ngục cũng là từ tâm. Vì tin nên tránh lỗi lầm, tin rồi thì sẽ tu tâm hết mình. Tin rồi thì sợ tử sinh, tin rồi thì mới hết mình tu tâm. Niệm. Niệm là nhớ đến điều gì, luôn luôn nhớ đến niệm ghi chẳng rời. Ví như niệm Phật đúng thời, nhớ về ân Phật chẳng rời niệm ghi. Nhớ về sáu pháp xét suy, cũng là niệm pháp luôn ghi chẳng rời. Nhớ về ân đức tăng thời, xét suy ân đức chẳng rời khỏi tâm. Nhớ về giới khỏi lỗi lầm, nhớ về bố thí khỏi tâm tham cầu. Niệm thiên đức hạnh nhiệm màu, niệm về sự chết khổ sầu tiêu tan. Niệm về thanh tịnh niết bàn, ly tham tưởng niệm tâm an hiện tiền. Niệm mà kết hợp hành thiền, thì tâm nhập định an nhiên tịnh lành. Niệm về chân đế diệt sanh, thì mau giác ngộ an lành thoát ly. Niệm là diệt tận sân si, niệm là đường chánh để đi niết bàn. Tàm. Xấu hổ. Tàm là xấu hổ điều gì? Mỗi khi làm trái vậy thì tàm sinh. Vì lòng tự trọng của mình, cho nên tàm mới khởi sinh ngăn ngừa. Không cho sơ suất làm bừa, thân tâm khẩu ý ngăn ngừa điều sai. Tàm luôn gìn giữ lâu dài, sống đời thanh tịnh tương lai tốt lành. Tàm luôn hướng thiện tu hành, tàm luôn tạo phước thiện lành tu tâm. Tàm ngăn ngừa khởi lỗi lầm, tàm luôn hỗ trợ cho tâm thiện lành. Quý, ghê sợ. Quý là ghê sợ điều sai, ngăn ngừa làm lỗi với ai từ mình, ngăn không cho tội phát sinh. Bởi vì ghê sợ khi mình làm sai. Xưa từng có lỗi với ai, thì mình đã hiểu họa tai khó lường. Vì ghê tội lỗi nên thường, làm lành lánh ác khỏi đường tội nhân. Vì nghe Phật Pháp chánh chân, tin sâu nhân quả nên cần tránh xa. Những điều tội lỗi sang tà, là nhân đọ xứ thật là sợ thay. Quý do thấy ở đời này, chúng sinh đau khổ chẳng hay lỗi lầm, cho nên phải ráng tu tâm. Quý là nhân để lỗi lầm không sinh